Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em Di Bùi, bạn Hoài Anh Lê, anh em Nguyễn Dương, anh em Quang Minh Trần, anh em Nguyễn Đăng Hưng, anh em Cương Nguyễn, anh em Minh AML và cuối cùng là anh em Lê Xuân Khánh. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Và đặc biệt tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh em Quang Minh Trần. Anh em đã đăng ký gói siêu cấp hội viên ở trên kênh Game Today được 2 năm rồi. Đó là một cái sự hỗ trợ lớn trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Cảm ơn anh em Quang Minh Trần rất là nhiều. Và tôi hy vọng là anh em sẽ để lại dưới phần comment ở trên bất cứ cái video clip nào của tôi để tôi có thể làm một cái video clip tri ân anh em nhé. Cảm ơn anh em. Đấy, hôm nay thì tôi cảm ơn anh em và tôi sẽ có một cái clip khác để làm theo cái yêu cầu của anh em thay cho cái lời cảm ơn anh em nhé. Và ngoài anh em Quang Minh Trần ra thì tôi cũng xin có nhắn gửi tới các anh em hội viên khác ở trên kênh mà đã đạt được cái huy hiệu 1 năm. Hiện tại là có rất nhiều anh em đạt được huy hiệu 1 năm và chưa có yêu cầu tôi làm cái video clip tri ân gì cả. Đấy, nên là anh em nào mà đã đạt được cái huy hiệu 1 năm ở trên kênh, tức là cái huy hiệu mà nó có cái biểu tượng Greater đấy anh em. Đấy, anh em khi mà anh em comment, anh em chat mà nó có cái biểu tượng Greater đấy, và anh em chưa có được Game Today cảm ơn trong một cái clip tri ân thì anh em hãy để lại dưới phần comment nhá anh em nhá. Anh em hãy mạnh dạn và yêu cầu tôi làm bất cứ cái bộ gì mà anh em muốn. Auto Chat. Không không không. nhầm một tí. Tất nhiên là bộ gì mà anh em yêu thích, anh em muốn thì anh em cứ yêu cầu đấy. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái là anh em phải nhắm xem là liệu rằng với cái trình độ của tôi thì nó có làm được không anh em nhá. Đấy, chứ còn nhiều cái đội hình mà nó lắt léo quá tôi không thể làm được. Nó rất khó. Thậm chí là ngồi cả buổi vẫn không được cái clip nào, là vì là tôi không thể làm mà tôi có thể chơi được cái lineup của anh em mà có thể đạt top 1 hoặc chí là top 2. Thực sự là nó rất khó để có thể làm được một cái video clip ở mức rank cao như thế này. Đấy, mà đòi hỏi nó phải tốn rất nhiều thời gian cũng như là công sức. Thì là tôi hy vọng là các anh em hãy... Ồ, từ từ nha. Ok, chuyện này chơi Clyde à? Được. Tự nhiên lại ra Clyde, ok. Thế chuyện này chơi Clyde. Thường ấy thì tôi làm content, tôi sẽ có một cái danh sách các cái yêu cầu của anh em. Đó, và khi mà vào trận đấu mà bài nó cho cái gì, đấy, độ theo cái bài gì, theo yêu cầu của anh em nào, thì tôi sẽ làm cái video theo yêu cầu của anh em đó. Đấy, ở trong cái con game đó. Thì ở trong trận này có vẻ như là ra khá là nhiều Clyde. Đấy, và trong cái thời điểm hiện tại thì có yêu cầu của anh em Đức Anh là làm cái bộ Clyde này. Trong cái buổi livestream hôm trước thì anh em Đức Anh có chia sẻ là anh em Đức Anh cũng vừa mới qua cái ngày sinh nhật của anh em mà anh em quên không có nói với tôi. Đấy, để tôi làm video clip chúc mừng sinh nhật. Nên là đây nó sẽ là cái video clip chúc mừng sinh nhật muộn của anh em Đức Anh nhá. Đấy, thì xin được chúc mừng sinh nhật anh em Đức Anh. Chúc anh em sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cái lĩnh vực mà anh em đang theo đuổi, anh em đang làm. Đó, chúc anh em là sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười bên những cái người thân yêu của mình. Đó, đây là một cái lời chúc mừng sinh nhật muộn. Tuy nhiên tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ là thừa. Đó, và theo anh em Đức Anh thì đây nó cũng sẽ là video clip kỷ niệm 1 năm luôn. Ok. Ai mà cũng như anh em Đức Anh thì tôi cũng đỡ mệt. Đấy, bởi vì anh em gộp luôn chúc mừng sinh nhật vào với kỷ niệm 1 năm hội viên. Cảm ơn anh em Đức Anh rất là nhiều vì cái khoảng thời gian 1 năm vừa qua đã đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi. Và tôi rất là mong anh em Nguyễn Đức Anh sẽ vẫn yêu quý tôi. Đấy, về sau yêu quý tôi như cái thời điểm hiện tại anh em nhá. Cảm ơn anh em Nguyễn Đức Anh rất là nhiều. Và anh em Nguyễn Đức Anh có yêu cầu là dạo gần đây thì Clyde nó ăn hành hơi nhiều, nên là tôi hãy chơi cái bộ Clyde kẹp với cả Witcher chúa quỷ. Đấy, thì trận này nó cũng có chúa quỷ luôn, nên là hôm nay tôi sẽ chơi nha anh em nhá. Đó, rất là ok. Bài thì ra Clyde rồi, nhưng mà chúa quỷ thì có ra hay không thì cũng chưa biết. Đó, nhưng mà ở trong truyền thuyết có chúa quỷ thì là chúng ta cũng có thể chơi được. Đấy, hy vọng là trận này nó cũng sẽ cho tôi chúa quỷ để tôi chơi.
Thực sự thì với yêu cầu của anh em Đức Anh thì tôi đánh giá nó cũng là một cái yêu cầu khó, chứ nó cũng không dễ đâu. Với cái meta hiện tại, để mà chơi cửa line mà lên được 11 thì nó là cả một cái vấn đề đấy anh em ạ. Bởi vì là tôi trước đây tôi đã làm một cái content của anh em Minh Quang. Trước đây khoảng một tuần thôi, tôi phải làm cái bộ mà lên level 12 ấy, nó rất là kinh khủng luôn, cực kỳ khó. Đó, nên là để mà lên được 11 là tôi biết là nó khó như nào. Nhất là với cái bộ Clive, khi mà meta này có rất nhiều người chơi Witcher. Đó, Witcher nó đang là meta, nên là chơi Clive thực sự nó là tự sát đấy anh em ạ. Nếu mà bài này mà không ra mấy cái con Clive đầu game thì tôi cũng không dám chơi đâu. Nhất là bây giờ ấy, thực sự là cái con ngựa ấy nó vẫn chưa lên 2 sao. Đó, nó vẫn chỉ là những cái con Clive 1 sao và một cái con heo Clive 2 sao thôi. Chưa có cái gì đảm bảo cho việc là chúng ta có thể đánh Clive và đang có cái chuỗi này giữ được chuỗi cả. Nói thật là như thế. Nó rất khó luôn ấy. Chỉ cần là sau round 15 thôi là chắc chắn là sẽ có nhà Witcher rồi. Cái tầm này nhá, mà cái trận này anh em biết là cái cơ sở mà người ta chơi Witcher đấy chính là cái việc là trận đấu nó có chú quỷ anh em ạ. Đó, phải nói là khi mà có chú quỷ thì người ta lại càng thích chơi Witcher, nó lại càng khó cho tôi làm content. Khởi đầu mặc dù là cũng ok đấy, nhưng mà cũng chưa biết là đâu. Con ngựa là phải lên được 2 sao đã thì lúc đấy chúng ta mới yên tâm được anh em ạ. Còn ngựa vẫn 1 sao thì nói chung là cũng không ăn thua. Mà cái con ngựa lên 2 sao cũng chưa chắc là đã làm gì được cái bọn Witcher lên game đâu anh em. Đó. Bây giờ mà ra con ngựa thì chắc chắn là tôi sẽ đập cái quả trứng này luôn. Tức là tôi hy sinh quả trứng cho con ngựa. Mặc dù là con ngựa là tí nữa là thế nào rồi cũng sẽ bán. Đó, nhưng mà sẽ phải hy sinh. Để làm content thì cũng phải đập để mà giữ chuỗi thôi. Đó. Chứ còn late game thì chắc chắn nó sẽ là chú quỷ rồi. Dồn đồ cho chú quỷ rồi. Đấy, theo yêu cầu của anh em Đức Anh là nó sẽ là dồn đồ cho chú quỷ. Thì cứ ra chú quỷ là dồn đồ cho chú quỷ đó. À, cái con ngựa tôi giờ nó đang không có đam cơ. Nên bây giờ đập trứng cho ngựa cũng chưa có đam để mà chơi. Cay thật. À, ui, đây rồi, đập trứng luôn như đã hứa anh em nhá. Ok ok. Ok. Vậy thì có lên là 6 Clive luôn không? 6 Clive. 6 Clive thì đánh ở level 6 là đủ rồi. Đánh ở level 6 là đủ. Thế chơi 6 Clive vậy. Đó. Ôi chết chết chết, quên rồi chưa lấy đồ ạ. Cày. Chán thật đấy. Không biết có mất chuỗi không, nhưng mà chắc không. Này level 5. Tạm thời cái chuỗi này giữ được level 12 đã. Và bây giờ cái điều mà lâm lớp lo sợ chính là cái việc là người ta chơi Witcher đấy anh em. Người ta bây giờ người ta không chơi, một tí nữa người ta chơi. Nếu mà tôi là một cái người mà không có tên tuổi ấy, thì nó khác. Với cái việc là cái chữ Tuấn Cơm nó trình ảnh ở kia, ai cũng biết đến anh em ạ. À, cái khó ở cái chỗ đấy. Khi mà mình chơi Clive là thế nào cũng sẽ có người cao to. Khó lắm. Mình là người nổi tiếng ấy, nhiều người người ta thích đập. Đây này anh em thấy không? Vãi cướp luôn, bốn thằng luôn. Bốn thằng luôn nha anh em nhá. Bốn thằng Witcher luôn. Dã man chưa? Cái độ khó ấy, của một cái người mà streamer khi mà vào làm content ấy, nó khó hơn một cái người bình thường rất là nhiều. Anh em ạ, à, nếu mà tôi đổi cái tên này đi tôi làm content thì nó khác, nó rất dễ. Nó dễ hơn so với cái việc là mình là một cái người mà ai cũng chú ý đến. Vào phát là người ta chú ý ngay anh em ạ. À. Mà cái việc đấm tôi là người ta rất thích. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn là rất nhiều người muốn đấm tôi. Kể cả là các anh em fan nhá, không phải chỉ có anti đâu. Mà kể cả fan cũng rất là thích đấm tôi, rất là thích counter luôn ấy. Kiểu tăng độ khó ấy, tăng độ khó tôi rất là nhiều. Mà nếu mà khó quá thì anh em đừng hỏi tại sao tôi đổi tên nhá anh em nhá. Dã man. Trận này 4 ông Witcher luôn để counter ạ. Bắt đầu cảm thấy sao mà nó cay nghiệt đến như thế. Sao mà một cái con game mà nó khắc nghiệt đến như vậy. Thấy mình chơi Clive phát 4 ông chơi Witcher luôn ạ.
Nếu mà bình thường ấy có thể là meta thì nó có thể là hai ông. Ừ. Nhưng bây giờ là bốn ông luôn. Còn bây giờ kiểu chơi đúng kiểu bất chấp meta luôn ấy. Tức là bây giờ chơi cửa line bất chấp meta luôn. Đây này. Đấy. Bắc Kinh ngập tu này là vừa nãy là có chào tôi này, chào anh Tuấn này, bây giờ bắt đầu ngồi counter dã man thật sự luôn. Đó, anh em thấy không? Fan counter bình thường. Fan thích đấm lắm anh em ạ. Cái chính là bây giờ là rất là mệt mỏi luôn. Khó khăn, muôn vàn khó khăn luôn. Đấy nên là bảo sao tôi lại nhắc anh em vừa nãy đấy. Là cái việc mà anh em nghĩ ra một cái lineup mà đánh đố tôi ấy. Thì thực sự là nếu mà người bình thường, đấy, một cái người mà không ai biết đến vào làm nó đã khó rồi, chứ chưa nói đến tôi. Khi mà tôi là một cái người mà chưa gì mà đã vào đã có mấy ông đã sẵn sàng là giơ tay để counter rồi. Thì nói thật với anh em là quá khó. Đó, khó lắm ý, không phải là khó bình thường luôn. Bốn Witcher, thề. Thế mà lại còn đội hình độc xì lạ nữa thôi. May vào đội hình của anh em Đức Anh thì nó chỉ là gọi là khó thôi, chứ còn nó không phải là quá quá đánh đố, quá độc dị lạ. Chứ còn lại mấy cái đội hình mà kiểu tự anh em nghĩ ra, anh em ra đề bài thì nói chung là cái đấy nó sẽ mất rất nhiều là xương máu của tôi đấy. Đây rồi. Chúng ta sẽ có những con human để tích sắc. Lên là 2 sao không? Ôi giời ơi. Thế thì khả năng là giải tán human thôi anh em ạ. Nó không lên được 2 sao. Và trận này có rất nhiều Witcher. Thôi rồi. Để tôi tính xem đã. Thiếu con Dragon Clive chưa ra đúng không? Thế thì khó đấy. Phải có Dragon Clive ra cơ. Thì chúng ta mới đánh 6 human nó dễ được. 6 human kết hợp với 6 clan đánh ở level 9. Còn tình trạng mà không ra được cái con dragon ấy thì chắc là tôi nghĩ là dẹp rồi. Trận này còn rất khó khăn lên 12 luôn. Bắt đầu Witcher là nó form được bài rồi, sau là 15 là chắc chắn rồi. Nên là sẽ không có thể thắng nữa đâu. Khả năng cao là phải dẹp thôi. Có ông thoát luôn này. Thoát tức là tăng độ khó rồi. Ôi giời ơi. Mấy cái thằng yếu để lại để farm sách thì nó thoát mất. Đấy mà anh em nhìn thấy kìa. Anh em thấy chưa? Chính cái người trong game người ta có nhận xét đấy. Là bởi vì tôi chơi Clive nên là mọi người muốn thịt tôi. Mọi người mới chơi Witcher nhiều như vậy. Quá khó khăn luôn. Ai cũng muốn ăn mình. Rồi lên 8 à. Ai cũng muốn ăn luôn ấy, thề đánh nó kiểu làm có tên này đánh cực kỳ cẩn thận luôn ấy, phải tính từng round một để gặp thằng nào còn biết đường á. Tôi biết tại sao cái thằng kia nó lại ấy rồi anh em ạ. Nó thoát rồi bởi vì nó bị lọt quái, nó bị lọt quái ở round 15, thoát luôn, dã man. Ok. Thế là chúng ta đã không có khả năng là farm những cái nhà yếu hơn rồi. Cái nhà yếu nó thoát có nghĩa là chúng ta mất đi một lần sách đấy, một quyển sách trong cái round gặp cái thằng đấy. Ok, vậy là ở đây là còn vẫn là Witcher thôi, vẫn bốn nhà Witcher thôi anh em ạ. Vẫn là bốn nhà Witcher. Khó nhỉ. Ngựa có thể gánh được không này? Tất nhiên là cái chuỗi này thì vẫn có đấy, nhưng mà phải khéo đấy, đánh phải cực kỳ khéo luôn. Để tôi trả lời bạn Văn Hậu rồi đã. Nhiều người muốn ăn thịt anh Tuấn gì. Ok, toàn Witcher đúng không? Đấy là đó thôi. Và tôi tin là với cái câu trả lời này, cái độ khó trong game nó đã khó rồi, nó còn tăng thêm gấp đôi. Dã man thật sự. Thế khác gì bảo người ta đấm đúng không? Kinh thật. Làm một phát tăng độ khó lên thêm phát nữa. Đã khó rồi lại càng khó hơn khi mà mình gáy bẩn. Ok. Cố gắng đánh khéo để giữ chuỗi này đến sau round 20 anh em nhé. Mặc dù là cũng đã bắt đầu có Witcher rồi nhưng mà chúng ta vẫn có thể giữ được đấy. Tầm này Witcher nó phải đủ bộ. Và nó phải có cái con Shadow cơ. Shadow 2 sao.
Nếu mà chưa có Shadow hay sao thì cái dam clear AoE nó khá là ít. Chúng ta vẫn có thể chơi được. Cái bộ Witcher nó mạnh ở con Shadow hay sao ấy anh em ạ. Đây liệu rằng có phải là Ngũ Long hóa hình với một con Fallen 2 sao và một dàn rồng ở đằng sau. Anh Tuấn chuỗi dài quá nhìn mờ lem à. Và em sẽ là cái người cắt chuỗi đúng không? Bắc Kinh ở top Bắc Kinh ở top 8 đang coi như là for Witcher rồi. May là gặp rồi đấy anh em. Chứ còn chưa gặp thì chắc là bây giờ gặp thì cũng mất chuỗi. Tôi nghĩ là sau ra 20 là tôi sẽ mất chuỗi thôi. Sau ra 20 là chắc chắn là gặp nhà nào cũng mất chuỗi. Tỷ lệ mà ở đây là còn 6 nhà và 4 nhà là chơi Witcher thì cái tỷ lệ mà gặp ở cái round 21 mất chuỗi nó là rất là dễ luôn ấy. Anh em ạ. Round này khả năng lên 9 luôn. Cho nó chắc kèo. Lên 9 đi, đánh cho nó an toàn ổn áp. Rồi. Với việc lên 9 thì chắc chắn là cái down này tôi sẽ giữ được thôi. Con ngựa tôi gần chết luôn ạ. May quá hồi lại rồi. Càng phết đấy, Doom 2. Chơi Witcher để ăn anh Tuấn cơm kìa. Nhiều người hỏi chưa? Nhiều người hỏi chưa? Có rất nhiều người nói cái điều đấy ở trong cái con game này luôn. Anh em thấy không? Đấy nhá, chính mọi người người ta nhận xét thế. À ui, đây rồi anh em ơi. Chú quỷ này. Chính người ta chủ động như thế, người ta cũng nói thế luôn mà. Người ta cũng không có ngại gì đâu anh em ạ. Người ta cũng công khai counter luôn. Công khai nói là đấm tôi luôn mà. Đó. Quá đáng sợ luôn anh em ạ. Vào trong game bây giờ làm content dí tận răng luôn ý anh em ạ. Dí hành đến tận mồm luôn để ăn thôi. Sợ lắm. May là mình đánh hay nên là mình thoát. Ok. Rồi. Cái con chúa quỷ này là sẽ lấy nhá. Chúa quỷ này bây giờ chắc là bán con tôi nghĩ là bán con flame thôi. Human quá cái tầm này nữa anh em ơi. Chuyện này tôi đùa luôn với anh em Đức Anh nhá. Không lên được 12 đâu. Anh em không phải hóng làm gì. Và cũng sẽ không thể tối thượng ở đâu. Chuyện này đánh ở level 11 thôi. Tạm thời chúng ta sẽ đánh ở level 11. Và có lẽ là sẽ đánh ở level 11. Ôi! Từ từ nha. Như thế này thì nó lại là được đấy. Được, 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 được. Lấy hẳn cái mã thông báo áo khoác này luôn này. Lội chiến luôn với các bạn luôn. Tí nữa Witcher lội chiến luôn. Sợ gì đúng không? Để sẵn cái đồ này luôn. Đấm Witcher luôn. Ngán gì các bạn đâu. Ok. Rồi. Có lên tham một lần nữa không nhỉ? Tôi sợ mà tham ra này. Thôi cứ để đấy mất chuỗi thôi nhá anh em nhá. Được thêm một quả, bốn quả sách. Đấy, biết ngay. Kể cả có chuyển thì cũng mất chuỗi thôi anh em ạ. Rồi, mất chuỗi rồi đấy. Bắc Kinh ở top 8 kìa. Anh em thấy không? Tôi bảo gặp là mất chuỗi mà. Không có sai. Bây giờ có lên để 6 hết một nữa không nhỉ? Bây giờ có ăn được thằng nào không? Bây giờ đủ sách ở để lên được 11 rồi. Vẫn ăn được một thằng kìa. Ăn được thằng mết. Chuyển dần sang Witcher thôi anh em, không được để người ta counter đâu. Đấy, sợ lắm. Làm kiểu làm streamer vào game, người ta chăm sóc người ta rất là cẩn thận luôn, chu đáo luôn ấy, nhiệt tình luôn. Quá đáng sợ. Dã man. Thực sự như thế luôn. Đấy, anh em thấy không? Thế nên bảo sao lại làm content nó khó. Khó lắm anh em ạ. Để mà chơi một cái lineup mà nó là meta thôi ấy, vào trong mà đánh meta thôi cũng đã khó rồi. Người ta vẫn counter bình thường mà. Đấy, anh Tuấn tí về Witcher toi. Tức là họ biết là mình chơi chuyển về Witcher đó. Và họ đoán luôn đấy. Để tí nữa họ lại chuyển sang cái gì đấy để counter Witcher đấy anh em.
vãi cứt. Đấy, đấy, cái lý do nó là thế đấy. Bây giờ có thể nó sẽ là năm rồng, năm rồng Counter Witcher. Mẹ, chả biết được đâu, chả biết được cái điều gì nó sẽ xảy ra, nó sẽ đón chờ tôi sau cái việc là tôi chuyển sang Witcher tôi chơi đâu anh em ạ. Đó, người ta cũng đã gợi ý cho tất cả những cái người còn lại biết là à, tí nữa anh Tuấn chuyển sang Witcher thì to nhỉ. Đấy, bọn mày chuẩn bị trước đi. Trời ơi. Hay thôi nhỉ, không chơi Witcher nữa. Bây giờ chơi phải làm nào để làm content mà làm cho người ta không đoán được là mình chơi gì thì mình mới về top 1 được anh em ạ. Chứ còn bây giờ để người ta đoán được là mình chơi gì thì là toang rồi. Thì chắc chắn là không chơi được rồi. Rồi rồi. 11 thôi nha anh em nhá, không có 12 đâu. Chuyện này là chịu rồi, 11 thôi. Khó lắm anh em ạ. Không chơi được Witcher đâu, chuyện này người ta biết tôi chơi Witcher rồi. Cao tơ tận răng luôn. Clay chắc chắn là không rồi nhá anh em nhá, bởi vì là người ta chuyển sang Witcher, người ta cao tơ tôi hết rồi, người ta chuyển hết sang Witcher rồi. Đấy, anh em thấy không? Gặp thằng nào Witcher luôn. Bây giờ không ăn được nhà nào hết. Đó nên là bây giờ tôi đang nghĩ lại, tôi đang nghĩ lại xem tôi chơi cái gì mà tôi, ví dụ tôi đang giả vờ chuyển sang Witcher ấy. Đấy, xong tí nữa tôi quay xe, tôi không chơi Witcher nữa. Đấy, làm content là nó phải như thế đấy anh em ạ. Nó dã man luôn ấy. Mình bây giờ mình chỉ giả vờ thôi, mình chỉ giả vờ mình chơi Witcher thôi anh em nhá. Đó, thống nhất với nhau là như thế đi, xong rồi tí nữa mình chuyển, mình không chơi. Ok. Phải kẹp cá vào đấy anh em ạ. Chuyện này có 5 rồng. Kẹp cá vào thì nó sẽ không còn slot để Witcher chúa quỷ nữa đâu. Nếu mà chơi đánh ở level 11 này tôi nghĩ nó sẽ là gì. Ok tôi biết rồi, nhưng mà tôi sẽ không nói. Tôi nói ra người ta biết thì sao, người ta biết người ta counter tôi. Tôi không nói. Ok, vẫn sẽ có con chúa quỷ làm co đấy. Mà trận này có Velom nhưng mà chưa có đồ Kira. Trận này mà có đồ Kira nữa thì nó sẽ là chúa quỷ làm co và dùng đồ Kira. Đấy, nó sẽ là như thế. Hy vọng sẽ có món đồ Kira cho tôi. Chuyện này có 5 rồng cực kỳ căng luôn. Tầm này không biết là tôi có ăn nổi không? Ăn được. Chưa, 5 rồng là chưa mạnh, vẫn giữ Clay vẫn ăn được. Mà một khi mà đã bỏ bộ Clay đi là nó sẽ phải chuyển sang 4 cá, chứ còn không thể nào mà chơi kiểu là chuyển sang Witcher đâu anh em. Đấy, chuyển sang 4 cá nữa. Chuyển 4 cá là một công là đôi việc luôn đấy anh em. 4 cá, 4 cá 6 Glacier là một cái sự lựa chọn rất tuyệt vời luôn. Và chúng ta còn thừa 2 slot thì nó đúng là cái slot kẹp Kira đấy anh em. Và chúa quỷ vừa đủ bộ luôn. Tức là chúng ta đánh ở level 11. Đấy, vừa nãy tôi tính rồi, tôi tính được đủ bộ là chơi cái bộ đấy là ngon luôn. 4 cá để counter vào Witcher nhá. Đó, cái con Thunder, à con không phải Thunder mà con Shadow ấy, nó xoay quạt là nó sẽ không mất nhiều máu. Đấy, kháng phép của 4 cá nó có thể giảm được cái sát thương đến từ cái vị trí của con Shadow. Mà cái kháng phép từ cái giáp của con Clay thì nó không giảm được. Nó khác nhau giữa hai cái đấy. Giáp Clay thì nó chỉ giảm phép thuật thôi, chứ còn nó không giảm được đánh xuyên giáp. Không có đồ Kira luôn anh em ạ. Thôi, tôi cũng sẽ không đổi cái đồ xanh dương nữa đâu. Tôi lấy đồ tím luôn. Chém lan cho chú quỷ. Được rồi, ok. Trận này chúng ta sẽ phải lấy cái Kira sau. Nếu mà hên mà ra thì có thể lấy cái Kira. Ok, bỏ hết đi. Chúng ta thay dần vào thôi. Chúng ta sẽ thay dần Glacier vào. Glacier bỏ Clay, bỏ Human đi đâu. Clay nó cũng chả có tác dụng gì với một đàn toàn là mấy cái con Witcher đâu. May ra thì có tác dụng với cái thằng Mết thôi, nhưng mà Mết sắp đi rồi anh em ạ. Mết thì tí nữa tôi sẽ xoay cá tôi về. Đây, cá đây rồi. Có 2 cá đó. Đấy, còn 9 phe giờ. 9 phe giờ thì bây giờ cái tầm này thì bộ Nai này cũng sẽ không ăn được đâu.
Nhưng mà tí nữa khi mà chúng ta có 6 Glacier thì chúng ta vẫn có thể đánh được cái nhà này. 6 Glacier đấm được nha anh em nhá. Nếu mà có đồ, có gậy như ý thì đấm được. Rồi, mất hơi nhiều máu nhá. Rao gặp Feather mất nhiều máu thật. May là tôi giữ được cái lượng máu bây giờ là vẫn còn 65 máu đấy. Đây rồi, đủ bộ 6 Glacier này. Chúng ta đủ bộ bây giờ chắc bỏ Clyde đi nhỉ. Bán hết Clyde đi. Dồn đồ cho chú quỷ à. Ok, rôn phát lửa đi sao nào. À được rồi, thế thì 4 cá đi rồi này anh em này. Từ từ đã, chưa được. Nếu mà 4 cá thì sẽ phải vứt một con đi. Thôi kẹp cá tạm đã. Hợp lý luôn, ui giời gặp 5 rồng 9 mét luôn ạ. Thế thì chắc là được rồi. Dồn đồ cho chú quỷ chém rất đau. Ok ok ok. À chắc là phải vứt con Shadow đi rồi anh em ạ. Không chơi Witcher nữa thì tôi vứt Shadow thôi. Bởi vì làm sao Shadow là nó sẽ phế mất cái Demon của con chú quỷ. Đúng rồi, vứt Shadow đi thay bằng một con Siren đi. Hợp lý đấy. Rồi rèn thôi. Ok, cướp điên. Được, chú quỷ cầm cướp điên à. Để đấy, để cái con chú quỷ này nó clear cái bọn Feather khỏe thì tôi cũng cần cướp điên đấy. Cướp điên này vớ phẩn là vụt một phát là chết con cây luôn, không phải nó nhiều lắm. Đam lúc đấy, nếu mà có Kira nữa thì đam nó tầm 1000 đam. Trận này thôi nhá, không chơi mấy con xe linh hay là các con 5 đô khác. Tôi sẽ dồn toàn lực để tôi... Ủa, quái đái bị cấm đánh á. Hảo rồi, không được rồi. Là Witcher bị cấm đánh á, đứng im luôn ạ. Thế là vẫn thua đấy anh em ạ. Chưa ăn được thằng nào đâu. Sợ thật. Giờ lui Siren này lên 2 sao gánh tí nhở. Không lên được luôn. Hết bố nó tiền rồi. Ui giời ơi, không ra được mấy con nào lên 2 sao ạ. Cây nhờ. Thật là như thế luôn. Chỉ cần con chúa quỷ lên 2 sao là mình sẽ không cần phải làm gì hết. Mình ngồi im luôn. Mà nó không lên được 2 sao thì còn phải làm rất nhiều thứ. Vẫn phải roll thôi. Kiếm một trong 3 con lên 2 sao. Velomancer này, chúa quỷ hoặc là Siren. Một trong 3 con đấy lên được 2 sao là nó ấm luôn. Không nói nhiều. Chỉ sợ là không lên được thôi. Rồi, này chưa ăn được. Kira dồn đồ cho con một tiền này thì ăn thua gì. Con một tiền này nó cũng cầu cắn được nhiều đâu. Thế là vẫn thua ạ. Điên rồ ai đài. Không ăn được luôn. Ảo ma Calada. Bây giờ mà chuyển sang Witcher thì người ta sẽ phải vứt các cái slot cá đi, hơi nguy hiểm. Tại sao chúng ta lại phải đua nhau chơi Witcher nhỉ? Tại sao chúng ta lại phải solo Witcher, kèo Witcher với cả đối thủ nhỉ? Tại sao chúng ta không chơi Glacier để counter Witcher luôn? Bây giờ hầu hết còn lại là Witcher mà, sợ gì đâu, ngán đi. Glacier luôn, không có nhiều. Khói phải kích hoạt Demon luôn anh em ạ. Cho chúa quỷ full tốc. Hợp lý. Cũng vẫn có đam luôn. Lúc gồng vẫn là cộng 1000 đam bình thường.
6 Glacier tốc cũng rất quan trọng. Chú quỷ này mắc binh chắc là cũng được 0.2 đấy. Ui, ra xa linh nhiều này. Xa linh rồi bay không thèm chơi luôn. Thì tôi biết là tôi đang làm content nên là tôi bỏ qua hết. Run tiếp anh em ạ, chưa yên tâm rồi đó. Full lần thôi nhá, bỏ. Bỏ đi. Đây rồi. Velomaster lên 2 sao, vậy là Velom sẽ làm co. Nếu mà phải chọn bán thì tôi quyết định là tôi sẽ chọn bán con Witcher đi, full lần đi. Chuyện này lúc đầu không có ý định chơi Witcher. Bởi vì làm sao, bởi vì là nhiều người chơi Witcher quá rồi mà mình đâm đầu vào đấy thì nó cũng không ok lắm. Glacier là ăn được rồi. Ok, tí nữa tôi vẫn sẽ dồn đồ cho chú quỷ khi mà nó lên được 2 nha anh em nhá. Tôi để tạm ở ngoài thôi. Đó, chơi hẳn 4 cá luôn. Để con Pelon nó gánh đi. 4 cá, 6 Glacier kẹp với cả 4 Warlock tối thượng à. Tối thượng rồi anh em ạ. Rồi, ok. Ui, Shadow 3 sao, 9 phe giờ à. Ăn nổi không? Ok, tay không nhấc lên kìa. Tôi nghĩ là vẫn ăn ở đấy anh em ạ. Bùa này nó hơi mắc tối thượng. Ấy, ui dù, đồ gì luôn, con Shadow kìa. Cắt cả chuỗi luôn. Khỏe anh em ạ. Velom 2 sao thôi là gánh được rồi. Cái gì 3 sao. Anh em bảo tôi chuyển sang Warlock có ngon không? Warlock thì không ngon cho chú quỷ đâu. Nếu mà 6 Warlock kết hợp với 6 Glacier đánh ở level 1 được. Tuy nhiên là chỉ chơi là co là Velom thôi, chứ còn không chơi được chú quỷ. Mà bây giờ yêu cầu phải chơi chú quỷ cơ, nên là không chuyển nó sang cái bộ đấy đâu. Mặc dù nếu mà lên được 11 thì chuyển sang bộ đấy cũng rất ok nhá. Con Velom thật sự nó gánh được trong bộ này đấy anh em ạ. Thiếu mỗi đồ Kira thôi. Kira trận này không có luôn. Đây rồi. Bắc Kinh ở top 8 này bây giờ gặp tôi đấm nó như con luôn. Anh em thấy chưa? Này thì giáp phản. Đó, lên được 6 Glacier rồi thì vô tư. Đây rồi. Medusa lên 2 sao nhưng mà chắc là đồ thì chắc là vẫn dồn cho Velomaster thôi. Nhưng Medusa này bây giờ nó cũng khá là uy tín nhưng mà ở trong bài này thì đồ này không uy tín cho lắm. Đồ nó phải khác cơ. Đồ này hợp con Velom hơn. Rèn hết đống này đó. Chưa được cái đồ ấy à. Thôi để kiếm cái Kira đã. Không có luôn. Đen thế cùng. Đùa. Anh em thấy đen không? Tôi đổi như thế mà nó còn không ra được cái món đồ Kira cho tôi để tôi chơi. Vậy là cái món đồ Kira nó sẽ không lấy được nữa rồi. Đổi như thế là hết rồi anh em ạ. Những cái món đồ tiếp theo tôi phải đổi những cái món đồ cam cơ. Chứ còn tôi không khô máu tiếp đâu. Nó sẽ bị lỗ rất nhiều đồ. Rèn đồ xanh dương xong rồi không được, lại rèn sang đồ tím xong lại rèn sang đồ cam. Tốn rất nhiều luôn. Mỗi lần là tốn bị trừ đi tới tận 2 đơn vị. Ok, thằng này có ăn được không? Nếu không ăn được thì tôi sẵn sàng tôi kẹp cặp. Ôi, ok. Vậy là bây giờ là mối tình tôi tay ba giữa tôi rắn và cái ông Bắc Kinh ở top 8 kia. Mối quan hệ rất là coi như là chặt chẽ với nhau đấy. Nhà này có tôi nhà kia thôi anh em ạ. Có thể bộ này của tôi nó sẽ ăn được bộ Witcher nhưng mà đánh với Feather thì cần phải có gợi như ý. Cần phải có thêm gợi như ý. Thêm gợi như ý mới đúng. Gợi như ý tôi sẽ cho hai con cầm. Một mình với Velomaster là không thể đánh ở đâu nha. Bây giờ cần chú quỷ đã. Hai con. Chú quỷ lên 2 sao.
Đấy. Mà cái tầm này chơi chúa quỷ chưa chắc là ngon của Velom đâu anh em ạ. Cái tầm này Velom mới có khả năng tung trưởng thôi. Mà chúa quỷ tôi nghĩ là bị hút mana đến chết. Nhấc cái tay lên rồi lại hạ cái tay xuống thôi. Tôi gặp cái trường hợp đấy nhiều rồi anh em. Bị hút mana mà đánh không tăng mana lên. Thế là cứ đứng nghi một chỗ đấm thôi. Chú quỷ này cần phải có nhiều, thêm nhiều đồ. Chứ đồ này chưa ăn thua. Cần phải có nữa. Bây giờ cứ tạm thời để con Velomancer gắn đi. Chú quỷ bao giờ có nhiều đồ chúng ta dồn sang sau. Đồ cam hình như ít nhất phải có 3 món. Bây giờ trận này kéo lết đấy. Lết thì sẽ có cái nhà Fallen Witcher kia. Của Fallen Witcher là của Bắc Kinh ở top 8 thì chơi cái bộ đấy. Fallen Witcher lên 3 sao cực kỳ khó khăn đấy nha. Đừng để lên 3 sao. Tốt nhất là lên đấm trước khi mà lên được 3 sao. Lên được 3 sao thì chắc là tôi nghĩ là cái con Velom là không gánh nữa đâu. Thì là phải chúa quỷ gánh. Ok, BKB à? Cũng được, cái này sẽ chống cái việc hút mana này. Cái mã thông báo tôi vẫn muốn giữ lại tí nữa cho chú quỷ đấm nhau với cả mấy cái con kia. Trời ơi, trận này Sailing Assassin của tôi nó lên được 2 sao rồi đấy. Mà tôi không chơi mới đau. À, dồn mãi không ra là con chú quỷ à, đen thật đấy. Thế thôi, phải cả nút chờ luôn. Chả trời. Tí nữa kẹp cọc vào thôi anh em. Nếu mà chả may mà thua thì kẹp cọc vào thôi. Ok, đấy, lại đánh như thế này. May mà tung trưởng rồi đấy. Velom tung trưởng nó đấm nó nhiệt lắm. Đó. Căng nhỉ. Mấy nhà sàn với nhau đâu. Nhưng mà đấy, Witcher giờ nó có đấm được cái bộ này đâu. Anh em thấy không? Khi mà mình chuyển là mình cũng phải lừa đối thủ ấy. Làm cho đối thủ cứ ngỡ là tôi sẽ chuyển sang Witcher tôi chơi cùng, nhưng mà không. Lừa thôi, pick lừa thôi. Sau đó là bán đi chuyển sang 6 Glacier đấm trực tiếp luôn. Tí nữa có thể là 6 Glacier 4 cọc. Trời ơi. Quá tuyệt vời. 6 Glacier 4 cọc vẫn còn dư slot để nhét thêm vào nha. Còn 2 slot nữa cơ. Quá tuyệt vời, hợp lý quá nhỉ. Đó, 9 Feather bị hóa cốc toàn bộ đội hình. Medusa vẫn đang bắn rất nhiệt. Thực sự là Velomancer đấm cũng rất đau, chém lan. Medu ở đằng sau thì cũng bắn tỏa. Ơ da, vãi cả Crit ạ. Đùa, thật là như thế luôn. Thậm chí là đối thủ không chơi Assassin, chơi Feather mà nó Crit phát chết luôn. Điêu thật. Không người tin luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là cái nhà Feather solo đấy anh em ạ. Cái nhà Bắc Kinh ngập top 8 kia không ăn thua. Anh em ạ, hỏi thăm thôi. Lên được 3 sao nhưng mà gặp cái bộ Feather kia thì cũng sắp mặt với nó. Không ăn thua đâu. Trừ khi là có gậy như ý. Nói chung là không ổn nó. Feather bây giờ có làm được gì nó đâu. Nó đấm được nhà tôi thì cũng như là đấm được nhà kia. Không có 4 cọc để ăn á. Không cần 4 cọc đâu, 2 cọc rồi rồi. Có chấp nhận hy sinh slot để cho cọc vào không thôi. Ok, vớ vẩn thắng. Điều thật. Tất nhiên là không thể thắng được rồi. Sailing ra cả mớ rồi anh em ạ. Không thể tin là tôi lại không mua Sailing ấy. Bây giờ tiếc đứt ruột. Rất có thể là sẽ lên 3 sao Sailing luôn. Bây giờ cái nhà Feather vẫn đáng no hơn.
Nhà Phi giờ có cả sát thương phép, tức là chúng ta bỏ hơi sớm. Không biết có ăn thua gì không. Đủ bộ kẹp 4 cá rồi mà bảo sốc đam chết thì cũng ạ luôn ấy. Đối thủ kiểu đam tổng hợp ấy, đam vừa đam tay vừa đam phép luôn. Ủa, con già quẹt được chết gần hết. Hỏng rồi. Kẹp thêm con già trên phe giờ để tiện chuyển ra 9m à? Biết rồi nhá. Cái, nhưng mà tôi kẹp 4 cá rồi mà. Chuyển thế thì khác là xuống hố. Tự chôn. Đang để mạnh hơn chứ nhỉ. Hy vọng cái rau quái này tôi sẽ có. Nếu mà chơi phe giờ solo tôi mong muốn là sẽ có một cái que nữa. À, một cái gậy nhì nữa. Tôi hy vọng là sẽ có một cái để nó đỡ được. Phe giờ nó ào sang rất nguy hiểm. Sau này đánh toàn trượt thì là nguy hiểm lắm. Đánh trượt nó cũng không tăng được tốc đâu anh em ạ. 6 Glacier này là phải đánh trúng nó mới tăng tốc được cơ. Đánh trượt không tăng được. Đấm như trông cũng đẹp mắt đấy. Đây rồi, rất nhiều những cái món đồ ở chống Witcher nhá. Ui rồi đây rồi, bạn ơi, tôi đợi bạn mãi bạn ơi. Tại sao bạn lại lâu thế? Đây rồi, đủ bộ. Đủ bộ đấy. 6 Glacier. Tiếc không có Kira. Có Kira thì còn mạnh nữa anh em ơi. Vừa có tốc đánh vừa có đam. Quá kinh khủng. Chú quỷ lên 2 sao rồi. Kẹp cọc và là cutter luôn ạ. Nhưng mà lật rồi. Bố vẫn đi luôn này. Ra đẩy đi luôn. Đây là 6 Glacier. Đi luôn. Chắc chắn rồi. Giờ tôi đổi được đồ nữa. Bây giờ Witcher chết rồi thì bỏ mấy cái lộ chiến đi thôi. Kiếm cái gậy như ý anh em nhá. Đồ tím. Cố mà rèn. Ra được cái gậy như ý nữa là ngon. Đây rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Mỗi con cầm một cái. Ok. Rồi. Chú quỷ quạt trả. 6 Glacier này thì chú quỷ quạt nhanh lắm. Mấy cái bóng nó không có thành vấn đề đâu. Mấy cái bóng phe giờ này chỉ có Velomancer là ngại thôi, ngán thôi, chứ còn chú quỷ thì nó không ngán. Nhất là tôi bây giờ tôi đang lấy hai cái gậy như ý thì chắc chắn là tôi có thể counter ở bộ này rồi. Đấy, có đối thủ có dám chuyển sang xin về chơi tôi không thì tôi không biết. Mà tôi nghĩ là nếu mà không chuyển nhanh thì chắc chắn là bay màu ra này rồi. Có 6 màu. Chú quỷ hóa rồi kìa. Ôi anh em nhìn nó đấm kìa. Nó vụt kìa. Ôi trời ơi. Ôi nó vụt kìa. Ôi trời ơi nó vụt. Nó vụt một phát chết luôn con xa đâu. Thế hiểu kiểu gì 30k đam ạ. Quá khỏe luôn ấy. Mà nếu mà nó vụt cái phát đấy mà không chết ấy, thì nó sẽ có ngay cái phát thứ hai. Chỉ cách đấy là có 0,2 giây thôi. Có nghĩa là trong một giây nó vụt 5 phát anh em ạ. Mà mỗi cái phát như thế là một con chết đấy. Dã man. Chú quỷ mạnh thật sự. Vu quạt trả luôn. Con chú quỷ này tôi nghĩ là nếu mà gặp Witcher ấy thì chắc là nó cũng chả cần Demon. Nó chỉ cần 6 Glacier là vụt thôi mà. Công nhận là khỏe. Mất Demon vẫn khỏe mà. Đam to, đánh nhanh. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em hãy chọn clip bên trái. Một trong những clip rất hay. Lâu lắm rồi tôi mới được chơi cái con máy bay ở trong bộ Goblin đấy anh em ạ. Phải nói là phải một năm đến hơn một năm là chưa chơi Goblin rồi. Và khi mà tôi chơi Goblin thì tôi nhận thấy cái bộ đó nó cũng rất ok ở trong cái meta hiện tại. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một cái trận đấu mà cực kỳ xoay sở luôn. Cũng là một cái trận đấu mà tham vọng lên 12. Và trận đó tôi đã làm được. Mặc dù là nó cũng rất là khó khăn. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh.
bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!